đang được xây dựng, to be under construction, bao gồm 3 nhân tố, to consist of 3 factors, đang được xem xét, to be under consideration, chạm khắc điêu luyện, to carve skillfully, dọn sạch căn phòng, to clean up the room, tập trung cho môn học chính, to focus on the course subject, ho cả ngày, to cough all the day long, ngứa chân, muốn đi du lịch, to have each feet, làm nên sự khác biệt, to make a difference, tọa lạc bên sườn đồi, to locate on the hillside.